Xin chào các bạn. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tải game Shinigami Global bản quốc tế nhé. Sau video hôm trước mình làm thì có khá là nhiều bạn hỏi ấy, thì bây giờ mình sẽ làm luôn một cái video, bởi vì chỉ cho từng bạn ấy thì nó sẽ rất là lằng nhằng bí tôm. Là bây giờ thì máy bình thường của chúng ta đây nhá, thì khi mà chúng ta tìm game Shinigami trên CS Play thì sẽ không có đâu, bởi vì nó không hỗ trợ cho quốc gia của mình. Bây giờ chúng ta cần lên CS Play để tải một cái ứng dụng VPN, có nghĩa là ứng dụng fake IP của nước ngoài ấy, thì chúng ta mới tải được. Nhưng mình thì mình dùng Panda VPN, còn có rất nhiều phần mềm VPN nữa như là Kiwi VPN hoặc là Opera VPN vân vân, rất là nhiều. Thì các bạn lên đây tải về nhé. Ở đây thì mình đã tải sẵn rồi, cho nên là mình không tải lại nữa. Sau khi tải xong ứng dụng thì các bạn truy cập vào ứng dụng. Các bạn vuốt cái dấu on lên bên trên để bật IP. Sau đó thì chúng ta bấm vào Free User, sử dụng miễn phí. Thì khi sử dụng miễn phí thì chúng ta sẽ phải xem một cái quảng cáo tầm 30 giây. Sau đó là sẽ bật được. Vậy là mình đã bật được rồi. Sau đấy thì các bạn lưu ý là đổi tên IP nhé. Mình sẽ đổi sang Canada. Thì ở đây có rất nhiều kiểu Canada thành phố ấy, thì các bạn bấm vào đâu cũng được. Chọn cái nào sóng khỏe nhất thì mình bấm vào. Đấy, vậy là chúng ta đã fake IP thành công. Sau đó thì chúng ta vào CH Play, các bạn giữ nguyên ứng dụng một lúc, xong là bấm vào thông tin ứng dụng nhé. Sau khi vào thì các bạn bấm vào chữ xóa dữ liệu, chọn xóa tất cả dữ liệu để làm mới lại cái hệ thống CH Play của chúng ta. Sau đấy thì các bạn vào lại CH Play và đổi Gmail. Và sau khi đổi thành công Gmail xong thì chúng ta sẽ tìm được game và tải được game. Và theo mình trải nghiệm ấy thì sau khi tải được thành công game ấy thì các bạn không cần phải bật VPN lại nữa mà vẫn có thể chơi bình thường được. Cái cách này áp dụng cho Android các bạn nhé. Còn iPhone thì theo thông tin mình được biết ấy, thì tháng 7 mới tải được game, mới chơi được game cơ. Còn cái cách này chỉ áp dụng cho Android thôi. Các bạn chuẩn bị sẵn tầm 10GB RAM trống để có thể trải nghiệm game tốt nhất nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!